Đây là những câu nói được trích từ bài giảng của Ngài A Chàng Cha Tỳ Kheo Khánh Hỷ dịch. Vô thường 44. Các pháp trên thế gian hiện hữu qua sự thay đổi và không thể chống lại hay ngăn cản chúng. Hãy nghĩ xem, bạn có thể thở vào mà đừng thở ra được không? Làm như vậy có cảm thấy thoải mái không? Hoặc thở ra mà đừng thở vào sẽ như thế nào? Chúng ta không muốn chuyện đổi thay, nhưng sự vật không ngừng thay đổi. 45. Nếu biết rằng mọi chuyện đều đổi thay thì bạn còn băn khoăn thắc mắc, suy nghĩ mông lung gì nữa? Bất kỳ chuyện gì xảy ra bạn chỉ cần tự nhủ, à, lại một chuyện nữa, vậy thôi. 46. Lời nói bỏ qua sự vô thường không phải lời nói của kẻ trí. 47. Nếu bạn thấy rõ ràng sự thay đổi, thì bạn sẽ thấy được sự không thay đổi. Sự không đổi thay ở đây là sự vật không thể nào không thay đổi. Ý hiểu được rằng chỉ có sự đổi thay là không bao giờ thay đổi, thì bạn hiểu được Đức Phật. Và bạn có thể tôn trọng cúng dường Ngài một cách đúng đắn. 48. Nếu tâm bạn nói rằng bạn đã đắc quả thánh thứ nhất, hãy đến đảnh lễ bậc thánh thứ nhất. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả đều không bền vững. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ hai, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả không có gì chắc chắn. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ ba, hãy đến đảnh lễ. Ngài chỉ nói bền vững. Nếu bạn gặp bậc thánh thứ tư, hãy đến đảnh lễ. Ngài sẽ nói cho bạn biết rằng tất cả hoàn toàn không bền vững. Bạn sẽ nghe từ các bậc thánh rằng tất cả đều không bền vững. Đừng dính mắc vào bất cứ cái gì. 49. Thỉnh thoảng tôi đi những chùa tháp cổ, một vài nơi bị đổ vỡ. Có thể một trong những người bạn tôi sẽ than: thật đáng tiếc. Tôi trả lời rằng nếu không có sự đổ vỡ thì chẳng có Đức Phật, chẳng có giáo pháp. Nó đổ vỡ như thế vì nó hoàn toàn phù hợp với những lời Phật dạy. 50. Mọi sự trên thế gian đều đi theo đường lối tự nhiên, không có khoa học nào có thể cản trở bước đi của chúng. Bạn có thể đến nha sĩ để chăm sóc răng, nhưng dầu nha sĩ có chăm sóc răng bạn kỹ lưỡng thế nào đi nữa, cuối cùng chúng cũng đi theo đường lối của chúng. Ngay cả nha sĩ cũng bị hư răng. Mọi vật rốt cuộc rồi cũng tan rã cả. 51. Cái gì chắc chắn bền vững đây? Chẳng có gì ngoài đau khổ. Đau khổ đến và đi, hạnh phúc lại thay chỗ cho đau khổ, cứ thế mãi. Ngoài chuyện đó ra chẳng có gì nữa cả. Nhưng chúng ta là những kẻ lạc đường không ngừng chạy theo và nắm bắt dục lạc không thật đâu, chỉ là sự thay đổi thôi.